Đây có thể coi là khe thoát không khí khi đóng mở cửa. Bởi vì sao? Ở bên trong xe là một không gian kín, thế nên khi chúng ta đóng mở cửa thì không khí cần phải thoát ra ngoài. Nó thoát qua đâu? Qua đấy chứ không qua đâu. Và để kiểm chứng rõ ràng hơn thì bây giờ mình sẽ mở cốp và đóng mở lại. Chúng ta sẽ thấy hiện tượng này ít hơn. Bởi vì sao? Chúng ta đã có một khe thoát lớn hơn rất nhiều. Thế bây giờ úp lại cái đèn thì nó đi đâu nhỉ? Qua đây này.